Hello bạn nha. Bạn biết này là gì không? Đây là bình xăng BWK của Red Leo cho xe xăng cơ. Bây giờ hiện tại có hai size 28, 30, 32, 34. Nhưng mà size 28 đã hết hàng rồi. Bây giờ mình chỉ quay cho bạn xem được size từ 30 cho tới 34 thôi. Thì tầm vài tháng nữa thì size 28 sẽ về. Size 28 thì dành cho mấy xe nào như là 54 nè, 54 cộng 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 đồ đó. Rồi từ còn nếu mà 62 thì phải xài từ 30 trở lên. Đó. Thì mình sẽ quay cho bạn bình xăng này. Thì nó là ví dụ như đây là 34 nè. Bạn thấy không? Ở đây số 34 thì sẽ ghi 34. Còn nếu mà 30 á thì nó sẽ ghi là 30 đâu rồi. Đây, nếu 30 đây. Nếu 30 thì chỗ này sẽ ghi là 30. Bạn thấy không? Đây. Đó, 30 nè. Đó. Còn đây nếu 34 thì ở đây sẽ ghi 34. Đó. Rồi. Ngoại hình, kiểu dáng tất cả mình đều giống nhau hết, chỉ khác nhau về kích thước, nên mình xin phép mình chỉ quay một sản phẩm thôi đó, cho nó sẽ đơn giản cái phần mà cái khâu bạn xem hơn. Thì mình sẽ review cho bạn một hộp mở ra sẽ gồm có những gì. Đầu tiên thiết kế của bình xăng này như thế này, mà thấy rất là đẹp đúng không, thiết kế ngoại hình của nó. Chúng ta mở ra, wow. Ở trên nóc chúng ta sẽ có ống xăng hồi, ống xăng này để phao của dép nó chạy thì nó sẽ hút xăng. Cái phần này là ống xăng hồi nè, sẽ cho một phần ở trên đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Rồi ở trong đây chúng ta sẽ có một cái bình xăng nè. Rồi ui gót, một cái co. Cái co này để bắt vào đây nè bạn. Đây. Còn cái khúc đằng trước là bạn phải tự có nha. Chúng ta chỉ có một cái co ở đây thôi. Và bộ kim gót, gồm hai bếp chính và hai bếp phụ. Và một cái kim hai thì. Gồm một cái kim hai thì và một bếp chính là như cái hộp này là hộp mà hồng 34 sẽ cho bạn thêm một cái bếp chính 140, một cái bếp 130 và một bếp phụ 135 và bếp phụ 132 để cho bạn canh. Thì còn ở trong đây đã có thêm một cái bếp chính và một bếp phụ rồi. Còn đây là ngoại hình của bình xăng nha. Đây bạn xem nha, đây ngoại hình nè. Trái xăng. Yeah, trái xăng nè. Trái xăng. Đó, trái xăng đây là ga dẹp nha bạn. Ga dẹp Red Leo. Cái ống này là ống xăng vào, ống xăng từ bình xăng lớn xuống. Đây là cái chỉnh nhanh ti ở cái e, bạn xin lỗi, đây là cái e. Cái e nè. Còn cái chỉnh nhanh ti rồi, đây chỉnh nhanh ti nằm đây. Chỉnh nhanh ti thì mình chỉ cần dặn bằng tay như thế này hoặc mình sử dụng chiếc dẹp mình dặn ha. Đó. Rồi. Còn ở đây cái này là một cái rất là hay của Red Leo. Bạn có thấy cái này. Cái này là phao vê-jet, khi bạn kéo xăng ở ga cuối thì nó sẽ bạn sẽ chỉnh cái núm này. Để chỉnh cái này để cho xăng nó sẽ phun thêm vào đây. Nó sẽ phun xăng thêm vào đây để kéo cho cái cuối bạn ghê hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta có một phiên bản nâng cấp của bình xăng Red Leo hiện tại. Phiên bản này mới nhất 2023. Có thêm một cái jet ở đây. Để khi bạn xăng ra cuối á thì nó sẽ kéo xăng từ dưới bọng này nó lên trên đây. Nó qua cái phần chỉnh này thì bạn muốn chỉnh cho xăng vô nhiều hay vô ít á thì mình chỉnh cái chỗ này ha. Đó, rồi nó sẽ phun xăng xuống chỗ này trực tiếp vào cái hộp xăng. Giống như các bạn chỉnh xăng trực tiếp vô đó thì nó sẽ giúp cho cái phần ga cuối bạn cái HD sẽ cao hơn. Đó. Còn cái bình mà 28 30 rồi á thì nó cũng y chang như vậy luôn. Như ở đây bình 32 đó bạn. Bình 32 thì nó cũng y chang như vậy luôn. Nhưng chỉ khác nhau kích thước về cái phần ở chỗ này. Nó chỉ khác kích thước về cái đường co xăng này. Mình sẽ quay bạn xem. Đường xăng, ống xăng, họng xăng rất là đẹp, rất là bóng bẩy luôn mày không? Đó, rất là bóng bẩy luôn. Rất là chỉnh chu. Mình sẽ mở lên cho bạn xem nè. Đây. Thấy không? Rất là tuyệt vời nha. Cái bình này á thì giá nó tầm khoảng dưới 1 triệu ha. Dưới 1 triệu thì 7, 8, 900 ngàn một bình. Nó tùy theo size mà giá nó sẽ lệch nhau. Nên mình sẽ cho bạn con số là từ 7 tới đến 1 triệu đồng. Nó cho cái bình xăng này. Thì với một sản phẩm dưới 1 triệu mà chúng ta có một cái sản phẩm như thế này. Hàng vừa là hàng chính hãng, công nghệ mới và thiết kế đầy đủ. Có các phụ kiện đầy đủ như thế này để cho chúng ta canh xe thì rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta không thể kiếm một cái bình xăng nào mà dưới 1 triệu mà nó được như vậy đâu. Thì bình thường như trên thị trường hiện nay của mình nha, thì chó bình xăng Uma và xăng Red Leo là hai sản phẩm mà mình tin dùng thôi. Nhưng mà Uma giá của nó rẻ nhất
thì cũng phải là 1.700.000-1.800.000 cho một bình ga dẹp đó. Còn bình xăng gas leo thì nó sẽ cạnh tranh hơn các bạn ha, nó cạnh tranh hơn hàng chính hãng và đã có trải nghiệm trên màn dyno rồi và đã canh xe rất là nhiều rồi và các bạn sử dụng rất là nhiều, tại vì mình chưa review và đây là thế hệ mới nên phải review lại. Hồi xưa nếu các bạn đã xem video của mình hồi xưa thì nó sẽ không có cái này à, ngày xưa sẽ không có cái phần z này ở đây ha, đó không có cái này ở đây, còn bây giờ thì có à. Rồi đây là 34 30 28 32 là EC, chỉ khác nhau về cái kích thước của cái này thôi bạn ha. Mình review như vậy để cho bạn hiểu được. Ok, đây là bình xăng gas leo à, mình là Bùm Chú Bé Xinh, hẹn gặp bạn ở clip sau review sản phẩm khác nha, bye bye. À quên nữa, các bạn muốn mua hàng đúng không, ở đây bùm97racing.vn ở trên đây nếu bạn đang xem TikTok, còn nó sẽ nằm ở đây nếu các bạn đang xem YouTube nha. Chào tạm biệt các bạn. Cái cửa hàng mình thì có đầy đủ các phụ kiện như thế này, các bạn chỉ cần lên trang web của mình và sẽ có tất cả mọi thứ tin đó ha. Bye bye.